Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Hoàng. Hiện tại thì Lê Hoàng đang công tác tại phòng thu Lê Hoàng Studio. Có lẽ là ngày hôm nay Lê Hoàng đứng ở đây, anh chị và các bạn sẽ thấy những thiết bị này rất là quen thuộc với bản thân mình, đúng không? Tại vì sao? Tại vì đa phần là ở nhà anh chị và các bạn, chúng ta thường hay có một cái âm ly và một cặp loa để chúng ta có thể hát karaoke. Đó, kèm theo một cái micro gì đó. Thì hồi trước đến giờ là như vậy rồi. Hồi trước thì chưa có nhiều những cái thiết bị, những cái mixer, rồi những cái để kết nối vào. Thì anh chị và các bạn cứ như thế này, chúng ta sẽ điều chỉnh bass, treble cũng như là echo trên cái âm ly để chúng ta sử dụng hát. Nhưng mà dần dần thời buổi càng ngày càng phát triển và cái nhu cầu âm nhạc của anh chị và các bạn cũng càng tăng cao. Rất nhiều anh chị và các bạn nói với Lê Hoàng rằng là: Lê Hoàng ơi, bây giờ có một cái âm ly như thế này nhưng mà những cái nút chỉnh của nó chỉ có như thế này thôi, nó không có chỉnh được nhiều hơn nữa. Bây giờ muốn có delay, muốn có reverb này kia thì như thế nào? Làm sao đây? Tại vì trên này thường thường nó chỉ có echo thôi, là chúng ta chỉ vặn hát như vậy thôi thì nhiều anh chị và các bạn kêu là chưa đã. Rồi, thì ngày hôm nay Lê Hoàng xin được phép giới thiệu cho anh chị và các bạn hai thiết bị để kết hợp vào âm ly để chúng ta có thể hát sao cho có thể chỉnh được echo, delay, reverb và chúng ta có thể làm cho cái âm ly chúng ta hay hơn rất là nhiều với con mixer Yamaha F4 Pro. Anh chị và các bạn cùng nhìn thấy ở đây. Đây, Lê Hoàng đã chia sẻ cho anh chị và các bạn rất nhiều những dòng mixer từ trước đến giờ bên Lê Hoàng, thì có lẽ anh chị và các bạn cũng thấy rồi. Và F4 Pro này là một phiên bản rất là mới của phiên bản F4. Trước đây thì có một con F4 Lê Hoàng cũng đã chia sẻ và hướng dẫn kết nối với âm ly rồi. Nhưng mà cái F4 trước á, nó chỉ có mỗi echo thôi và nó chỉ làm hay hơn tí thôi. Và ngày hôm nay F4 Pro này nó có 16 chế độ vang ở đây, đầy đủ những cái chế độ cho anh chị và các bạn chúng ta có thể chọn. Và một điều anh chị và các bạn chú ý ở cái số 5 đó là reverb kết hợp với delay. Rồi số 6, số 7, số 8, rồi những cái số đây nó đều là delay ngắn, delay dài, tùy ý của chúng ta luôn. Và một cái Lê Hoàng rất thích ở trên con mixer này là reverb kết hợp với delay. Ngoài ra, trên con này thì nó có thể kết hợp được Bluetooth nè. Cho nên chị và các bạn cứ bắt Bluetooth vô đây. Rồi chúng ta có thể chỉnh được bass, trung treble ở đường mid, đường nhạc, vân vân. Đó, rất là đơn giản như thế này. Và cái con này Lê Hoàng thấy là nó tuyệt vời lắm. Âm thanh vào cái âm ly này nó rất là chắc và hay luôn. Rồi, và một cái thiết bị nữa, đó là một cặp micro. Thì Lê Hoàng xin chia sẻ với anh chị và các bạn ở đây. Đây là cặp micro Mark 56, cặp micro đa năng ha. Cái thân của nó được làm bằng kim loại luôn, rất là chắc chắn như thế này, kiểu dáng đẹp. Đó. Và một điều đặc biệt như thế này này, cái con này nó đi với một cái đầu thu đơn giản gọn nhẹ như thế này luôn. Và đầu thu cũng như là micro của chúng ta tất cả đều xài pin sạc như thế này. Anh chị và các bạn chỉ cần lắp pin vô một lần và sau đó chúng ta cứ xài mãi luôn. Hết pin thì có dây kết nối từ micro chúng ta ghim vào trong điện gia đình để chúng ta sạc đầy pin và sạc đầy cho cái cục thu của chúng ta luôn. Đơn giản như vậy thôi. Rồi, bây giờ Lê Hoàng sẽ hướng dẫn cho anh chị và các bạn cái cách để chúng ta lắp đặt cái bộ này sao cho chúng ta có thể hát hay nhất có thể ha. Rồi, thì đầu tiên là mixer, đi kèm với nó thì đây, nó có một cái nguồn. Cái nguồn như thế này ha. Rồi anh chị và các bạn, chúng ta cùng nhìn ở phía sau, nó có một cái nguồn. Đây, chúng ta nhìn thấy ở đây đây. Rồi, đây là cái cổng nguồn ha. Thì chúng ta nhìn thấy nó có một cái chỗ khuyết trên đây nè. Ở đây cũng một cái chỗ lòi ra nè. Chúng ta sẽ để cho nó khớp nhau. Ok. Sau đó chúng ta đẩy mạnh vô và chúng ta vặn nó lại. Chặt như thế này. Đó. Một lát ghim điện rồi chúng ta bật nguồn ha. Giờ chưa ghim chúng ta cứ để như vậy đi. Rồi, ok. Tiếp theo, anh chị bạn thấy này, micro thì như thế nào? Ở đây, chúng ta có cái này ha. Chúng ta sẽ ghim vào cái cổng line in ở đây. Rồi, cổng line in. Chúng ta bật lên luôn cũng được ha. À, cổng line in. Ok, ghim nó vô đây. Rồi, tiếp theo, cái đường nhạc kết hợp vào trong âm ly rất là đơn giản luôn. Lê Hoàng sử dụng một dây hai đầu AV, hai đầu hoa sen đỏ trắng như thế này ha. Rồi, chúng ta sẽ ghim từ cổng out của mixer vào trong cổng in của âm ly. Anh chị và các bạn cùng thấy ở đây, main out LR, nó hai cổng 6 ly, mà ở đây là hoa sen, chúng ta sẽ không ghim vô được. Chính vì vậy, Lê Hoàng có đi kèm cho anh chị và các bạn một cặp sắc chuyển ha, hoa sen 6 ly như thế này.
Bây giờ Lê Hoàng sẽ ghim nó vào đây. Rồi sau đó Lê Hoàng sẽ ghim vào đây. Ok. Quá chi tiết dễ hiểu ha. Rồi hai cái đầu còn lại này, bây giờ chúng ta cùng ra phía sau như thế này. Anh chị và các bạn chúng ta cùng xem. Rồi Lê Hoàng chia sẻ một tí ha. Chúng ta sẽ quan tâm ở bên này. Còn cái bên loa của anh chị bạn cứ ghim bình thường, không có dính dáng gì hết. Rồi. Có những âm ly nó sẽ có cái cầu chữ U như thế này. Thì cầu chữ U như thế này như thế nào đây? Nếu anh chị và các bạn chúng ta muốn kết hợp giữa cái dàn chỉnh trên âm ly với lại mixer luôn, thì chúng ta giữ nguyên cái cầu chữ U này và chúng ta sẽ ghim hai cái cổng này vào cái đường input A hoặc B đều được ha, trên dưới như thế này này. Đó, là chúng ta sẽ kết hợp chỉnh giữa âm ly và mixer luôn. Nhưng mà ở đây Lê Hoàng sẽ không xài cái dàn chỉnh trên âm ly nữa. Lê Hoàng chỉ sử dụng âm ly như là một cục main, cục công suất. Cho nên Lê Hoàng sẽ gỡ cái cầu chữ U này ra, gỡ hai cái ra luôn. Ok. Rồi, và Lê Hoàng sẽ ghim cái đầu này vào đây. Đó. Thì lúc này Lê Hoàng chỉ sử dụng âm ly này như một cục main, một cục công suất. Lê Hoàng không sử dụng những cái dàn chỉnh ở trên âm ly. Sau khi ghim điện vào rồi thì Lê Hoàng sẽ bật nguồn mixer lên ha. Trên âm ly thì chúng ta sẽ bật nguồn lên và sau đó là chúng ta sẽ chỉnh cái nút âm lượng công suất nó lớn lên là được ha. Ngoài ra chúng ta không đụng chạm gì hết, tại chúng ta rút cầu rồi cho nên những cái nút này nó vô hiệu. Bây giờ tiếp theo, mixer của chúng ta như thế này, nó có Bluetooth. Đó, cho nên là chúng ta sẽ bắt Bluetooth. Chúng ta nhấn cái nút mode nè, nó sẽ nhảy Bluetooth như thế này, rồi chúng ta dò điện thoại bắt Bluetooth vô. Rồi, ở đây micro thì chúng ta đã bật lên rồi ha. Rồi, cũng vậy tương tự. Bây giờ chỉnh thì như thế nào? Đơn giản thôi, anh chị bạn nhìn thấy của Lê Hoàng như thế này, anh chị và các bạn chúng ta có thể chỉnh đại khái tương tự như thế này. Thì tùy theo cái âm ly cũng như là loa của anh chị bạn chúng ta sẽ chỉnh sao cho nó phù hợp ha. Ở đây là Lê Hoàng nói cái đại khái thôi. Rồi thì anh chị bạn thấy này, ở đây này chúng ta sẽ chỉnh được cái gain nè. Đó, rồi band chúng ta cứ để thẳng đứng như thế này là được. Rồi đây là cái âm lượng của micro của chúng ta, lên xuống như thế nào đó ha, lớn nhỏ. Rồi anh chị bạn thấy đây này, chúng ta nhìn thấy nó có hai là tiếng trép, mid là tiếng trung, low là tiếng bass ha. Output cứ để như thế này. Rồi effect thì chúng ta có thể vặn lớn nhỏ theo ý của chúng ta. Đó, tùy theo ha. Mọi người thích tiếng vang nhiều ít thì chúng ta chỉnh ở đây. Cái đường 1 này chỉnh như vậy thì nếu sử dụng đường 2 thêm một micro nữa thì chúng ta sẽ chỉnh ở đây. Đó, còn nếu không sử dụng thì thôi, chúng ta tắt cái đường này. Rồi bên này là đường nhạc ha, thì chúng ta có thể chỉnh đường nhạc ở đây. Và nhớ là đường nhạc thì chúng ta sẽ không vặn effect lên ha, chúng ta tắt effect nha. Ở đây nó có 16 chế độ vang. Nè, chị bạn nhìn thấy chúng ta thích cái nào thì chúng ta sẽ để cái đó. Ví dụ Lê Hoàng thích cái số 5 đi. Lê Hoàng sẽ vặn số 5. Ở đây nó có chữ RORAM nè, chúng ta sẽ vặn nó qua. Rồi ví dụ số 5 đúng không? Nó chớp nháy như thế này, chúng ta nhấn xuống thì nó sẽ ăn ở cái số 5 này. Và ở đây chúng ta có thể chỉnh được độ nhanh chậm ít nhiều của chế độ đó bằng hai cái nút này ở đây. Đây là âm lượng của effect tổng ha, chúng ta có thể chỉnh được ít nhiều thứ của chúng ta. Rồi, âm lượng tổng. Alo, 1, 2. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ấm đồng ruộng sâu thắm rằng dừa cao lũy chúc mừng lao. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng cao xanh rạc rào, bên giàn thiêng liêng bên phương mây, ngày xuân tháng hà cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngồi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng nói thì thầm, anh về nỗi ôm bao yên oan, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hồi bôi trâu cay và hồi buồn câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một tuần trăng nghiêng len lén bên em, một dàn đầy hoa thiên lý em đềm. Sẽ có một không phải chờ lâu ta lại tìm nhau, hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vô
gặp ai cũng mừng, gặp ai cũng chào. Rồi, xin cảm ơn anh chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip Lê Hoàng vừa test sản phẩm. Thì cái Mixer F4 Pro kết hợp với cặp Micro Max 56, chi phí của nó cũng vừa phải thôi. Thì chị và các bạn chúng ta có thể cải thiện được cho cái âm ly loa kẹo kéo ở nhà để chúng ta có thể hát. Ngoài ra cái bộ này anh chị và các bạn chúng ta có thể thu âm hoặc là hát live stream trên điện thoại. Thì nếu anh chị và các bạn nào mà live stream á, thì liên hệ cho Lê Hoàng để đặt thêm một cái dây live stream xịn ha, để chúng ta có thể kết hợp thu âm trực tiếp vào trong điện thoại luôn. Rồi anh chị và các bạn, chúng ta vừa hát chúng ta nhớ là tại vì nhạc nó sẽ tùy bài, có bài này bài kia, cho nên chúng ta sẽ vừa hát và vừa chỉnh cho nó cân đối nha. Ví dụ như nhạc nè, tiếng bass, tiếng trap, rồi micro, tiếng vang đó, có bài hoặc là có người, người ta sẽ thích tiếng vang nhiều, tiếng vang ít, thì tùy bài mọi người chỉnh cho nó phù hợp nha. Rồi, cảm ơn chị và các bạn rất là nhiều đã xem clip của mình. Thì nhớ liên hệ cho Lê Hoàng qua số điện thoại là 0989737960, Zalo 24/24.